Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình và làm về một tựa game mới ra mắt gần đây và dựa trên một tựa game tuổi thơ của rất nhiều anh em 8x9x, đó là Gunny BC và được làm lại trên phiên bản điện thoại Gunny với tên là Gunny Origin. Để nó khá, mình đánh giá là nó khá là giống so với phiên bản Gunny BC 1.0 lúc trước, giống hơn với Gunny Mobi nha mọi người nha. Gunny này thì coi kiểu cường hóa khá giống lúc trước. Nói chung là trên Mobi thì một số nó sẽ tối giản và nó không thể giống y hệt 100% Gunny BC được, bởi vì trên Mobi nó dung lượng nó cũng hạn chế và nhiều cái rất hạn chế không thể bằng BC. Nhờ mình, theo mình đánh giá thì bản Gunny Origin này cực kỳ giống, phải giống, nói theo bao nhiêu phần trăm thì nó không rõ, thì giống hơn Gunny Mobi nha mọi người nha. Và nó cũng gần như là đã thể hiện lại được tuổi thơ của rất nhiều anh em, và trong đó có mình thì vẫn giữ một acco gần như là full đồ vĩnh viễn luôn anh em ở Gunny BC. Và không linh tinh liên thuyên nữa thì vào vấn đề chính luôn. Thì anh em có hỏi mình rất nhiều đấy là làm thế nào để kiếm được thiên sứ ở trong game Gunny Origin này. Đây, đó, làm thế nào để kiếm được thiên sứ, và cái thiên sứ này có khó kiếm, có phải nạp không, thì ở trong video này mình sẽ trả lời hết nha mọi người nha. Ok, và trước khi bắt đầu video đấy, anh em nhớ cho mình xin một like và một đăng ký kênh để mình sớm đạt 9k sub nha mọi người nha. Anh em nào mà cần mua bán giao dịch trung gian Gunny Origin và cả Gun Mobi nữa nha. Giờ mình làm thêm cả Gunny Origin nữa thì inbox vào fanpage cho mình theo đường link ở bên dưới phần mô tả để tránh bị lừa đảo nha mọi người nha. Đó, ok, và bắt đầu thì câu đầu tiên đây là thiên sứ ban phúc thì kiếm ở đâu, có cần nạp không, thì thiên sứ ban phúc không cần phải nạp nha anh em nha. Anh em kiếm free là có và gia hạn bằng xu khóa, đây 600 xu khóa là đã vĩnh viễn rồi, cực kỳ gọi là dân cày nha anh em nha. Không hề, theo mình nhận thấy nha, để mà có thể chơi được bình thường, cày cuốc được bình thường không cần nạp, hoặc là anh em có thể nạp 100-200 hoặc có thể nạp 20 để lấy nạp đầu thôi, thì game này khá là ok, mình nói thật là khá là ok rồi. Bởi vì super anh em cũng có thể kiếm được, thì mình sẽ hướng dẫn anh em ở trong một cái video khác. Thiên sứ được anh em quan tâm nhiều hơn nên là mình sẽ hướng dẫn anh em trước. Thì đầu tiên đây, thiên sứ không cần phải nạp cũng sẽ có, và có thể gia hạn vĩnh viễn bằng xu khóa kiếm được ở trong game. Đó, như thế đã ổn cho anh em dân cái chưa, quá ổn luôn rồi. Ok, và tiếp theo đây là kiếm thiên sứ ở đâu, thì kiếm thiên sứ ở trong ải Viễn Trinh nha anh em nha. Đây, à mình xin lỗi một tí, quên mất, tự nhiên quên hơi nhầm một tí, ở trong học viện Gunny nha. Xong rồi anh em vào forum cốt truyện này, đó, ở forum cốt truyện Vương Thành Ngà thì anh em ở ải tư này, đó, thiên sứ ban phúc, anh em chỉ cần đánh bại thôi, miễn là đánh bại thì anh em sẽ nhận được thiên sứ ban phúc. Ở đây nó ghi là 200 tun đánh bại vương quốc vương gà, thì mình nghĩ là cũng chả đến 200 tun đâu, bởi vì anh em mình nghĩ là ở cái tầm lực chiến thấp ấy, nạp nhiều thì mình không nói nha. Mình đang nói với những cái anh em nào mà cài chay hoặc là nạp ít thì cũng chả trụ được cái đến 200 tun, mà cũng chả ai rảnh để mà trụ đến 200 tun đâu, nên là auto là anh em nào cũng sẽ có cái thiên sứ ban phúc này thôi. Đó, cực kỳ dễ kiếm cho anh em dân cày luôn. Và đến việc đó là gia hạn nó cũng dễ luôn. Đó, gia hạn cũng dễ. Ok, qua wow, đây cũng dễ này, có qua wow lưu gạch luôn nha. Và hình như là còn được tặng một cái qua wow phi tiêu, mình không nhớ lắm là cái qua wow phi tiêu được nhận ở đâu, nhưng mình hình như là được tặng, mình nhớ mang máng rồi, thế được tặng qua wow nha. Anh em không cần phải mua, đừng mua VIP vào trong cửa hàng nha, bởi vì anh em sẽ được tặng qua wow phi tiêu hoặc là qua wow lưu gạch nếu như nạp lần đầu. Đối với qua wow lưu gạch, còn qua wow phi tiêu hình như là được tặng free. Đó, và anh em còn có cơ hội quay ra super cơ, nên là rất phù hợp với anh em dân cày. Đây là acc của mình. Nói chung là mình cũng mới nghiên cứu ở game thôi, nó cũng chưa sâu rộng lắm, nên là biết cái gì thì mình sẽ chia sẻ với anh em những cái đấy. Mong anh em ủng hộ và mình sẽ trao dồi thêm nhiều kiến thức để có thể làm video cho anh em. Đó, hiện tại thì mình đang chơi ở server gà chip S8. Có một cái sự trùng hợp đây là ở Gunny BC mình cũng bắt đầu chơi đầu tiên đó là ở gà chip S8 nha. Xong sang Gun Mobi mình cũng bắt đầu từ S8 thiên yết, và
Ở đây mình cũng bắt đầu xem vở 8 Gà Chip. Nói chung là nó cũng hơi trùng hợp một tí. Nên là anh em nào mà muốn chơi chung với mình thì có thể vào xem vở F8 nha. Nói chung là hiện tại mình không có ý định đua top đâu, bởi vì các đại gia game này mình xem qua là ghê quá, với lại là mình chưa có thâu hiểu rõ lắm. Nên là mình cũng không chưa có ý định đua top này, bởi vì là chưa hiểu rõ sẽ dẫn đến cái việc là anh em nạp rồi tiêu lung tung đấy, sẽ rất là phí. Nên là sau khi tìm hiểu rõ game và có dư giá một tí thì mình sẽ đua top sau. Và hiện tại là mình đang chơi server S8 Gà Chip. Anh em nào muốn chơi chung mình thì vào server này nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhớ là cho mình xin một like, một đăng ký và nhớ bật chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình ra trong tương lai nha. Anh em nào cần mua bán ác hay giao dịch trung gian thì inbox cho mình theo fanpage. Đường link fanpage ở bên dưới phần mô tả để tránh bị lừa đảo cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. See you again.